Alo, xin chào cô chú và tất cả mọi người nha. Hôm nay mình có dịp mình ghé cô Hai và nhờ cô Hai ở vùng Bảy Núi chia sẻ về kim cuốn kim cổ kỳ quan của bà Thới cho con nghe và mọi người nghe chung như cô Hai. Chào con bài cô. Chào đồng bào, Nam Mô A Di Đà Phật. Chào đồng bào trong nước và ngoài nước. Hôm nay tôi có chia sẻ kim cổ kỳ quan của ông Ba Thới. Phần này là phần 2. Giờ tôi cũng chia sẻ hoài vậy nào hết. Cuốn kim cổ này nó cũng dài dữ lắm luôn. Nhiều hoài nói chuyện mà từ ông Bằng Cổ lập đời mà tới đời bây giờ nó cũng dài lắm. Tôi nói từ từ hết hết cuốn kim cổ nữa nghĩ nói, chứ còn nói dài dài. Bây giờ mình phải nói là cái vấn đề á, cũng như là ông hầu đó thì lập chùa lập miếu, lập miếu ở đất nước Việt Nam, thì từ Bắc tới Nam lập chùa lập miếu cũng như là mượn xác không à. Bây giờ mình nói phần mượn xác nên mới hiểu. Bây giờ mình vô đề là nói về mượn xác. Hai đường thiện ác phân lìa, công hầu chánh thị là ông, mà tôi là công hầu cũng như là mình là chánh thị đó, phải không? Công công hai đường thiện ác phân lìa, công hầu chánh thị là ông, là mình người chánh thị luôn đó, nghe không đệ? Cô Hai là người chánh thị. Khuyên cùng tín nữ chớ thù quán vua, cụ rào có đặt thơ cua, riêng lòng động như lòng, riêng lòng khác dạ thế thôi. Lý thân bằng hữu, ly thân bằng hữu bất đồng, ly thân bằng hữu bất đồng, tử tôn bất hiệp mẹ cha, người dân sao hiệp đạo đồng, căn thiên căn Phật định một lòng hiếu trung, xét thời đặng phước chánh chung đạo đồng, đem lòng khi mấy người điên ở tù, chưa chắc mình có ông phù, không lòng tưởng Phật ở tù chớ than, thầy xem bổn đạo dọc ngang, ngày sau chi khỏi hiệp tan như bèo, giúp nhau giúp cho một đồ đệ dẫn nghèo, qua truông cũng dẫn lên đèo cũng an, tuy là trước chịu gian nan, ngày sau cũng đặng hiển gian với quyền, lên đèo xuống dốc chớ phiền, miễn cho cơ nghiệp xuất hiền đạt an, chắp tay hưởng Chúa cầu an quân thần, hữu tâm hoài vọng thánh tiên, cúng nhiều rượu thịt vui cười, trước đà cách tiết ly trần, sao hòa đậu giận tiên thần chiếu tri, đậu cao trúng lý nghiệm si, thở xưa giặc mọi tơi bời, cũng vì tham sắc như đời trào nay, muôn dân sao xuyến đời này đắng cay, nói dại nói lại việc ngay, nói chợ nói xóm tới đây nói rừng, mới rằng đầu thú người ơi, hờn lai tiên cảnh mới thôi thú người, lâm tâm lý bạc thú người ít ngay, mượn hình mượn lốt mượn thầy. Là đây tôi kể ra là cái đoạn này làm cũng như ông Phật bây giờ nói lòng vòng hoài, bây giờ nói Bác Hồ cái một à. Bây giờ ổng là ra mặt là ngôi trời, ổng là ngôi trời là Bác Hồ nè, mượn xác mượn thầy là của mượn xác mượn thầy là trong Bủ Sơn Kỳ Hương. Ở đây phải nói ra, tôi nói là hết clip này là biết, là cũng như là phải nói là mượn xác, tại vì ổng mượn xác cũng như là đặng mà lập đạo lên, đập đập đạo lên, bởi vì cỡ 1.000 năm đô hộ giặc Tàu rồi, mượn xác lập đạo lập thầy lên, bây giờ là thành công đắc quả. Nói là thành công đắc quả thì mới được hòa bình, nếu mà không thành công đắc quả sao được hòa bình. Nhưng mà cái đạo bên Phật giáo Hòa Hảo này á, thì người ta đậu Bủ Sơn Kỳ Hương là đậu, bởi vì không phải, mà bây giờ từ từ mình sẽ nói nữa. Bây giờ mình nói là bây giờ mượn xác cái đi, đặng cho bên Bủ Sơn người ta nghe ta hiểu, đáng thôi ta nói mình nói không đúng. Cũng như cái Bủ Sơn Kỳ Hương này là đậu, bởi vì ông cha ông mượn xác mượn thầy, mượn xác mượn thầy là mượn rầu qua rầu, chứ bây giờ đừng có nhắc thầy mà nói trở về, nó thầy không có trở về đâu, có ông Bác Hồ cũng gì à,
Chứ ông thầy là ông không có gì à, tại vì mượn xác ông qua rồi thì thôi. Là Bửu Sơn Kỳ Hương là thầy mượn xác không à? Từ đất nước nào, ở chỗ nào, lập chùa, lập miễu là ông mượn xác không? Hoàn toàn. Thì không nói ra tao đâu có biết đâu, tao nghĩ là chờ là đức thầy trở về, đức thầy nào mà trở về, ông mượn xác qua rồi. Mượn hình, mượn lốt, mượn thầy, bá tâm, bá dạ, dạy ngay hội này, tri ân tứ đại lời thầy, chí công mài sắt thét rài nên kim, trải đời mực giấy thơ niêm, giáp lai ấn dấu cổ kim một bề, phú quế đa nhân hội tề, phú đa bằng hữu tả tơi cho hề, nỗi lo cha sở con tề, mãn đài mới đặng hiển gian với quyền, bất tri đạo đức vô tình, bất tri lễ nghĩa gọi mình rằng ngoan. Là bây giờ nói về cái đoạn này mượn lốt mượn thầy rồi. Bây giờ qua nói vô, bây giờ vô đề nữa, vô vấn đề thêm nữa. Ơn nhờ ơn trời Phật, thương gì sải tăng, người lâm cơ phải chịu khó khăn, dở hai hai dở cơ thâm tại trời, chữ quân sử thần tử đắc trọn đời, chữ quân sử thần tử trọn đời, sống thơm danh tướng thác thời trạng phong. Ông nói gì ông trạng đó, cũng là ổng, không trạng cũng là ổng luôn. Mới rằng phụ hổ lữ long trọn niềm, người niệm Phật thì để Phật tìm, giọng cầu khẩn nguyện trọn niềm quốc dương, chốn lưới mê nhiều kẻ dấn dương, lã lò thân thể quan ương nhiều người. Nói lã lò là cái vụ mấy người mà cái nước ở trùng á. Xem sao xét trước ít người giọng đông, nên mình nhờ Phật thiết đại công, trách hồ nhung miệng súng ầm ầm. Là bác Hồ đó, ông nói là ông có súng đó phải không, súng đạn là ông đó. Người trách người ta lại trách ta, hồ đồ là hồ đồ hỗn độn theo ma một đàn, giận lũ cáo phay qua rối xóm làng, người ngay mắt nạn bảo tàng hân hoan, mặt thế tình kẻ dọc người ngang, qua lộ văn giáo vô thường quyết lưu. Là cái này là ông nhắc cái năm 1969 là ông đã chết đó. Là ông nói qua lộ văn giáo, là qua cái lộ văn giáo là ông khỏi thì chết. Chứ còn mấy người mà nhiều người nói đạo là nói cái qua lộ văn giáo này chết máu đà thành sông gì đó, không có, không phải vậy. Để tôi đọc lại cho nghe, là cái này là nói là cũng như ông cha ổng là ông nhắc lại cái năm 69 ông chết đó, ông nói là qua lộ văn giáo qua ông khỏi là chết đó. Rồi bắt đầu cái ông nói nè, bây giờ tôi đọc cái đoạn này nè, người ngay mắc nạn nè, bạo tàng hân hoan nè, mặt thế tình kẻ dọc người ngang, qua lộ văn giáo vô thường quyết lưu. Thì ông qua lộ cái văn giáo này cũng như là ý là ông nói qua cái lộ này ông khỏi thì chết. Chết thì ông nhắc lại cái năm 1969 là chết đó. Còn ông cha chết để chúng có cái Bác Hồ đó chết để trong đó là qua lộ là nghĩa gì, chứ không phải người dân mình chết máu chàng, không có. Mình nói vậy là người dân ta hoang mang biết không. Ta nói sau này chết tới cái lộ đó chết chàng máu, không phải vậy. Quyết lưu là Nam Kỳ nè, quán ân quán mà quyết lưu Nam Kỳ là ổng ở nào, nằm ở ngoài cái lăng đó biết không. E thân thác chẳng đặng bó bì, chết đâu có bó bì đâu, để trong cái hòm đó thôi. Đó, bàn linh phượng tự cúng cơm linh hồn, tưởng sự dâm như thể sự tồn, bưng lên để xuống cầu hồn minh linh. Đó là ông Chí Minh. Cũng như cái Chí Minh, Minh này, Minh là đức, cái chữ Minh, Minh là đức, là ổng là đức, đức cha, đức mẹ, đức thầy, đức gì đó cũng ổng đó. Đó giờ nói gì nữa giờ. Tần Dương làm hội đao binh nhộn nhàng, qua tay cầu Phật về làng niệm kinh, chớ chê rằng trời Phật không linh, tu làm sao thấy Phật mà quên, muối dưa hậm hút coi đời hạ ngơn, người ghét Phật Phật cũng ra ơn, chừng nào thỉ, thỉ,
chừng nào thủy kiệt băng sơn thì rồi đá treo leo câu chẳng móc mồi, là ông cầm cái cây câu có móc mồi đó biết không? Yeah. Trong chùa Phật giáo Hòa Hảo đó. Yeah. Phụng sánh rồng phụng lại lìa lon, con còn dạ mẹ cu mang tháng nào, ông kể ơn kể nghĩa đó. Đẻ giờ tí ruột thắt tâm bào, Phật đẻ Phật hai Phật đẻ ma, đồng sanh đồng dưỡng cái lòng nào đau, người dân đem lại lòng đau một lòng, tương tề nội ngoại đèo bồng chửi nhau. Là cái này chửi lộn như trên mạng đó, nhà đâu có biết dòng họ bà con ruột thịt đâu mà chửi lộn sùm bầu ở trên mạng đó. Yeah. Thấy cuộc đời đau cũng còn đau, chữ riết ông cha ông đau luôn, đau lòng cũng như quá đau lòng mà con mình chữ lộn nhau gì đó biết không, ý yeah. nghĩa là gì đó, con một nhà mà không biết mà cứ chữ nhau chữ cấu xé nhau là gì đó. Giác thời giác hết cái lòng hết trơn, là cái lòng của ổng không. Kể từ năm Kỷ Dậu lần lần, Tiểu Khê qua khỏi sau lần đại giang, Chí Lâm Đền bệnh hoạn cầu an. Lâm Đền là ông chết đó biết không, nhắc cái chỗ ông chết đó. Yeah. Hết cơn bị cực giàu sang hầu gần, nói lời nói ra có thánh có thần, thiên tri địa chiếu gia bằng nhất tâm, trí mưu quân tử minh tâm để lời. Hết cơn bị cực tới thời thới lai, quả lai báo quả chiều mai đến rồi, xem trời ngó đất bồi hồi ruột gan, từ tạ thị sanh dạ dọc ngang, tội phản chúa khó hưởng quê phần, dông sư phản đạo một lần này tiêu, nhờ thời đế thứng vua nghiêu lập đời, sao chẳng kiên có lệnh ông trời, soi trong bá quốc thay đời đế dương, sử tiêu một hội nhà thương tẩy trần, nam bang đại nam bang tần quốc thánh thần hội an. Tần quốc thì cũng ổng chứ. Yeah. Nước nào cũng ổng mà. Nghe quan lơ tần là ổng không mượn xác của ông Phật Trùm đó. Yeah. Nghe quan lớn thượng lại làm Long Xuyên, xưa thất thủ nay lại đầu phiên, bình thời mới có Phật tiên ra đời, tham sanh giàu sống đời này làm chi, con trời cháu Phật khả di châu trần, Phật thương ai thời Phật định phần, tây thời cận Phật người gần đi xa, lòng tưởng Phật Phật độ lòng ta, lòng nào tưởng quỷ quỷ ma đồ lộn vào, cổ Hà Nhân kim diệt Hà Nhân, quân thần đạo lý tối tân đại tình, nằm tưởng Phật nằm tưởng Phật thấy Phật Tây Phương, kinh dương cứu khổ đổi thai con mèo. Là năm con mèo này đổi thai rồi, là cũng như là ông cha mình là Phật Di Lạc, ông ra mặt rồi. Yeah. Là cũng như là ông là tu đắc đạo đó biết không. Bây giờ ông ra mặt ông Phật Di Lạc đó là đòi thay đổi rồi đó, kinh dương cứu khổ đổi thai con mèo rồi, tới năm con mèo là đổi thai rồi. Để yeah. thao ông cha mình lên rồi, vậy này á, ông cha mình tu đắc đạo rồi. Yeah. Lên Phật Di Lạc, ông tu lên chức rồi đó. Xà lâm trận quả chuột mưa lên gò, xà lâm trận quả chuột mưa lên gò, chốn rừng nho biển thánh khó dò, dễ mà chẳng học khó dò sao ra, ra mé biển ngó thấy ba ba, con Phật Phật biết con cha cha tường. Đó ông cũng lấy tên ông cha tường đó, cái chữ tường đó phải không? Yeah. Đó là bởi vì ông cha tường đó ông trúng dấu rồi. Thượng kim trung cổ can cường nhân dân, ngày đêm không ngủ nhân dân minh tình, tôi chết trước đổi thửa dạ nghìn. Đó ông chết trước rồi đó, đó ông có nhắc nè. Yeah. Còn y như thế bất bình bá gia, cầu hội lành nhờ lệnh mẹ cha, phước ai nấy gặp Diêm La thiên đình, gian nan nhiều thở thiên đình xét soi, ngồi nghĩ diệt thế khó âu, đứt đầu đứt đít con trâu sổ chuồng, người đời khác thể như cuồng rối tơ, nhiều chỗ động chỗ Phật thì êm, người nói lành
Người nói lành lành lại khôn lanh, người nào nói dữ dữ đanh vào lòng. Dục dương gian cho kẻ mang còng, thác về âm phủ đổi lòng quỷ ma. Trên phượng phất thiệt, trên phượng phất lòng thiệt Phật ta. Phượng phất là cây cờ, là trên là cây cờ phượng phất như nè, đó cây cờ ổng đó. Dạ. Cõi âm phượng phất quỷ ma báo đời, người nào lựng việc khôn ngoan ở đời. Sợ chòm ông dở ổ ba tràng, kiết hung hung kiết xóm làng chẳng an. Huống người phú quý ngọc dọc ngang sao đời, chim có cánh bay khắp trong trời. Người đời sao khỏi đổi dời thạnh si, bực người sánh đặng lòng khi Phật trời. Mẹ dạy con tích thiện ở đời, lâm cơn nguy biến Phật trời độ cho. Chốn Tây phương ít kẻ âu lo, xa đường địa ngục nằm co kêu trời. Sách minh tâm Phật dạy hết lời, quả phước này dấp giới lăng xăng. Nghĩ bắt địa lòng tưởng ơn thầy, Phật còn mắc nạn người rài khỏi tay. Phật trời soi xét chiều mai dân nhờ, trước ai cho lập tự nhà thờ. Nhà thờ Thiên Chúa đó. Giác cuộc đời cho tỏ dạy ngay, hai đường quả phước tên bay cửa thiền. Một cõi âm sao sử phân lìa, phụ tử tự hiếu thiệt nay trọn bề. Một lời nói kết nghĩa nguyền thề, báo ân báo oán trọn bề quân thân. Cha lập nghĩa con phải lập nhân lập thân, cha lập nghĩa con phải lập thân. Buồn thì tưởng Phật, vui mình quỷ ma. Phật trần thế Phật ở đâu xa, Tây phương vọng Phật tại gia chứng rài. Lòng niệm Phật niệm tháng niệm ngày, bình thời không biết Phật trời ở đâu. Có biển trước lặng lẽ biển sau, ngàn trùng nước yếu chảy âu một bề. Nghĩ thân tôi như thể thần hề, vui đâu chút đó chưa bề nào an. Nhiều kẻ dọc cũng nhiều người ngang, dọc ngang ngang dọc tan quan cửa nhà. Đường chim giấu ngựa chắc mà ở đâu, dò kẻ dạy cho người biết lanh. Tốt sinh chi bấy được ngoài mất trong, người tu núi kẻ lại tu sông. Tu non tu thị xét trong đạo màu, đạo nào chánh thời đạo làm đầu, đạo nào bất chánh qua cầu diêm dương. Bây giờ tôi nói về cái vụ mà tu non tu thị, tôi là người tu ở thị, tôi là người trong sách Kim Cổ Kỳ Quang, tôi là chủ nhân ông. Còn đạo nào chánh, đạo Phật giáo Hòa Hảo. Tại vì đạo Phật giáo Hòa Hảo này đậu, thi đậu. Tại vì đó nãy có kể là như đạo Phật giáo này khi mà lập bạo của Bủ Sơn Kỳ Hương này sao, nhưng bạo Phật giáo Hòa Hảo đậu. Là đợt này thi đậu, nhưng mà đạo cái đạo nào ông cha cũng lập lên. Nhưng mà cái đạo này cái đạo quân thần, ông cha ông biết cái lập cái đạo này lên mấy là hòa bình được. Nếu không có cái đạo này sao hòa bình. Rồi bắt đầu người ta tu dữ lắm luôn, đạo bên đó người ta bận đồ, thấy không, để thấy không, nam nữ là tu dữ lắm. Cái nào mình nói cho có thấy. Còn sau này cũng người dân mình cũng bắt chước, người ta cũng tu, nó ngay người nào cũng tu. Tu cũng nhiều người bây giờ ta tu, người ta biết rồi. Hồi trước kia thì không có biết. Thì là kêu là đạo Hòa Hảo. Cũng như người nào mà ở gần chỗ Đức Thầy đó, thì Đức Thầy lập đạo lên vậy, kêu sao hết cái miền Nam được. Lúc đó là cái thời khó. Rồi tu rồi tới bây giờ cũng như là đạo trước thì đạo mấy đạo kia, thì đạo nào bận áo vàng áo gì đó cũng đạo, mà kêu là đạo cái gì, đạo bà có vàng, đạo bận đồ vàng đó, thì ông sư Minh Đạo gì đó, đó bận đồ như ông sư Minh Đạo gì đó, là đạo kêu đạo đó là đạo cũng ổng lập lên luôn. Rồi đạo nào cũng lập lên làm bốn mối đạo cái gì đây nè, cũng như bốn ngôi đó, ông nói có bốn ngôi đó. Rồi giờ mấy người cũng phải đạo không phải sai, mà sai chỉ sai á, là sai có ông sư Minh Đạo. Ông sư Minh Đạo thì ổng ở Việt Nam, còn ông Chí Trung cũng ở Việt Nam, còn ông Thích Thông Lai ổng ở nước Mỹ. Là ổng bận ba ông, mấy ông này là bận một thứ đồ, nhưng không phải là ba ông này mà tu, mà cả đất nước, cả chùa thiền, quên nói cái chùa thiền rồi đó,
cái chùa thiền này á, là tu là cũng ông trời ông đặt xuống là mới có biết tu, chứ không như con người mình sao biết tu, ông Phật ông dạy sao biết. Yeah. Nhưng mà những người á, ông sư Minh Đạo á, thì ổng rớt. Ổng rớt gì á, ổng la trên mạng á, ổng hốt mấy bà tâm linh đó. Mấy bà ổng hốt tâm, bà tâm linh nó vô có bạn ổng nói. Yeah. Ổng la với ông Chí Trung. Yeah. Rồi với ông giòn ông ở bên Mỹ á, thì ổng phản, ổng như là ổng nói là đất nước, ổng chửi là ông cha Bác Hồ. Yeah. Đó thì ông Thích Thông Lai đó. Đó là ổng chửi lại bên đây, ổng cũng như qua đất Mỹ, ổng nghĩ là đất Mỹ á. Ông Mỹ đất Mỹ là ông Phật Mỹ phải không? Ông đâu có biết một trời một đất đâu. Yeah. Ông đâu biết gì, ông chửi về Bác Hồ không à. Ông chửi ông trời. Yeah. Đó, còn ông Chí Trung thì la dạy với ông Thích Minh Đạo á. Ông sư Minh Đạo thì la nó cái chiếc thiền rồng, mấy ông mới nói cái vụ chiếc thiền rồng chút nữa đấy, chiếc rồng. Yeah. Bây giờ mình nói là bây giờ không phải mà nhiều khi nói đạo của Bửu Sơn Kỳ Hương là đậu, chút tôi mới kêu ra. Còn nói mấy ông kia rớt là rớt, ông mấy ông mà lên mạng nói đó, mấy ông không có biết mà ông la ông sùm đó, mà ông la cái vụ chiếc thiền rồng đó, thì mấy ông nói thôi chứ không phải mà nói hết cả đạo mà bên chùa thiền. Tôi không nói vậy, đức thầy Phật cũng không nói vậy, ông Phật ổng cho tu, ổng cũng cho tu là cũng như là không phải mà sai hết cái đạo, sai hết mà sai cái người sai đó. Yeah. Thì Bửu Sơn Kỳ Hương đậu thì chút tôi mới kêu. Còn những người ta cũng là tu bình thường, cũng như người nào đạo nào cũng tôn trọng hết trơn, tôi cũng tôn trọng hết trơn. Ba đường tội phước, ba đường tội phước, âm dương trung thần, thánh minh, thánh thần, sự minh thần. Xem trong Nam Việt quả gần phước xa, Phật hữu Phật sao lại nói ma. Thấy người ta lại tưởng ai, ngậm ngùi thế sự phân hai Phật trời, ngậm ngùi sự thế phân hai Phật trời. Thuận ở đời Phật lại sanh nhân, hà nhân sanh Phật muôn dân chớ phiền. Rồi bây giờ mình nói là hết cái phần này rồi. Rồi bây giờ mới vô, bây giờ vô cái vụ mà Bửu Sơn Kỳ Hương nè. Yeah. Bửu Sơn Kỳ Hương đậu đó mình phải nói lên. Giờ tôi mới vô sức đa giáo thế, kế không thế không hai, sức đa giáo thế mà kế không hai. Quốc dương u quân chân quân tử, Quỳnh Mai Liễu Ngữ chữ Minh Linh. Ăn no diệt trước phước hờn lai, Khổng Minh Lưu Bị trị Hà An. Phật Pháp dị đoan trang hào kiệt, thiện từ tâm tánh thánh gia minh. Nhân hà phong kiển mà diễn cận an, gia nghị đồng tâm thâm quả phước. Ân cần diệt nước trước hờn sau, kỷ dậu bao lâu mà đâu kỵ độc, kỷ dậu bao lâu mà đâu kỵ dậu. Hội đồng u hậu mà đậu Bửu Sơn, là Bửu Sơn Kỳ Hương này là đậu, bởi vì người ta quá tu rồi. Yeah. Nhưng mà sai á, sai ngay chỗ ông ba. Ông ba cũng Bửu Sơn Kỳ Hương đậu mà sai chỗ ông ba. Ông ba nói á, là lung khi đó ông ba hốt mấy bà tâm linh vô cái ông ba hốt cái bà mấy bà tâm linh là vô cái clip của ổng. Ổng không như ổng không biết tâm linh, ông ba là cũng tu bên Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng ông ba là người coi giáo lý là bình thường, ông ba không có tâm linh. Ông ba là không có tâm linh, ông ba không có biết. Thành ra ông ba nói là mấy bà mà có tâm linh, mấy bà la trên mạng, bà nói thiên cơ đó biết không. Yeah. Rồi ông ba hốt vô cái clip của ông ba nhiều luôn. Rồi tới chừng mà cái mấy cô mà nữ tướng đó, mấy cô mà nữ tướng đó là ở trong, cô nữ tướng đó là mấy hốt ông ba lại. Yeah. Là sao lại ông ba, ông mấy cô nữ tướng là có tâm linh, mấy cô nữ tướng đó là hốt ông ba lại. Là cái kênh này nè, là ông ba Phật giáo Hòa Hảo nè, là ông nói ông hốt với bà tâm linh trước rồi sau lại á, hai cô nữ tướng nè mới hốt ông ba lại diện. Dạ. Là cái clip của ông ba nè, mấy bà nữ tướng hốt nè, diện lộ diện nữ tướng có biến lớn.
ông ba vô đây mà nghe. Yeah. Ăn miếng trả miếng. Lê Thanh đang gian cái clip này nè, đó bà con vô đây nghe ông ba ổng bị mấy bà nữ tướng nè, mấy bà có tâm linh mấy bà hốt ông ba lại nè, là ông ba này cũng trong Phật giáo Hòa Hảo, nhưng là ông ba này đâu có không có tâm linh. Ông ba lên nói vậy làm người ta hoang mang. Đã ông ba với lợi mà ông Sư Minh Đạo với ông Chí Trung với cái ông Thích Thông Lai bên Mỹ, mấy ông mà đi có một xuồng một à, mấy ông mà đi có một xuồng à. Yeah. Mà ông đâu biết gì đâu, mà ông tu chứ không biết. Đó giờ tôi nói vậy đó, giờ tới bây giờ bắt đầu tiếp. Thấy đâu rồi, nó thiên nó ngàn chứ quên hết nè. Nè hội đồng nè u nè, đậu hội đồng u hậu, hậu là hậu thế đó biết không? Dạ. Yeah. Đậu hội đồng u hậu đậu Bủ Sơn, lời thầy ra trước nước còn sao, nhiều nỗi khổ lao sao gia nghị, gia nghị lo căng ăn nào có, chịu bề việc khó ngó, chịu bề việc khó ngó rằng quê, đường đạo người chê mê biển khổ, củ quyền thất tổ thổ hờn căng, thổ hờn căng nhập thập nhị nguyện tăng, căn lục giác 12 lại đáp giáp can chi, nhà rách Phật vàng làng không thấy, chỗ nào như nấy ái lòng son. Nghe cái lòng son là hiểu không? Cái lòng son nó nhắc cái gì, cái vụ cô Phương Hằng đó. Yeah. Để lời để núi non con nước đất, là con nước đất là đất nước đó biết không? Yeah. Lập thiền gia thất rất khó khăn, lập khó khăn lắm ông nói đó. Yeah. Trời cho đa tật Phật không xem, chuyện vậy anh em xem chẳng biết, phiền tâm trực tiếp mà thiết đa đoan. Đa đoan là ông đa đoan đó, ông Phật là ông đa đoan đó. Yeah. Nam sĩ trải miền tiền hậu thế, dị đoan lập kế phế trào ma, miệng niệm Thích Ca Ma, Thích Ca Ma Hạ, miệng niệm Thích Ca Ma Ha Tưởng, càng khôn bảo dưỡng trưởng càng khôn, gia nghị kế tôn môn đại đạo, niệm trừ hung bạo mà đạo minh, niệm trừ hung bạo đạo tinh minh, nhất sĩ anh linh minh quốc sự, nhân gian vô lự mà giữ phòng thân, cõi trần giai trả quả báo thương, 2 năm giáp tí cả 1 năm, dần mẹo loạn thâm tâm thình tị, không có lao tù cù dậy lửa. Đó bây giờ nó nhắc cái vụ bà Phương Hằng rồi đó, cô Nguyễn Phương Hằng đó. Yeah. Không có lao tù cù dậy lửa, qua vô quan chỉnh sửa mà lửa cháy lan, cháy cái đầu rồng đó, hiểu không? Yeah. Hết sức dậy dùng bùng đặc sệt, tiền bạc làm khôn môn lộn kiếp, ỷ quan húng hiếp mà kiếp thú cầm, đại quốc hiếp người cười tay trước, quần nút gài bâu mà đau đằng trước. Đó ổng chỉ ổng là cái quần nút gài bâu, nghĩa là Bác Hồ bận cái áo quét đó biết không? Yeah. Quần nút gài bâu mà đau đằng trước, ngẫm mình vô phước mà nước chảy soi. Yeah. Nữ nhân đồng tịch mà nghịch chị My, nghịch với chị My là chị Hằng đó. Yeah. Xếp trong thế tục mà xếp trong thế tục mà xếp trong thế tục mà dục lục ban, là cái này như mình nói ra thì mình không nói ra thì mình không có dầu ra tỏ rạng thì người ta không biết. Cũng như cô Nguyễn Phương Hằng này, cô là người có cái sứ mạng, cô giúp dân rồi người không biết, rồi bắt đầu nói cô
ý này nọ không phải vậy. Cái cô cũng nói cơ nhiều lắm mà người ta không có hiểu. Dạ. Cô nói cô đẹp, đẹp là ý nghĩa là gì không? Cũng như là tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất mà có tên Bác Hồ. Đó, cô cứ nói cô đẹp hoài à. Người ta đâu có biết cô là gì đâu. Bây giờ tôi đã nói tháp 10 đẹp nhất bông sen Việt Nam mà đẹp nhất có tên Bác Hồ. Đó, cũng như là cái clip trước nói cũng khác rày tiếng kêu thôi. Là cô Phương Hằng là người, cũng là người trong sách sử đây. Nam mô Đạo Phật, chào đồng bào, nay xin hết. Bây giờ còn tiếp tục nữa, còn tiếp tiếp hoài à. Tại vì tôi cũng nói là hết cái kim cổ bì quan này. Là bữa nay là clip này, clip số 2. Tại mình phải để phần 1, phần 2. Chào đồng bào trong nước, ngoài nước. Nam mô Đạo Phật, Nam mô Đạo Phật. Dạ, con cảm ơn cô hai chia sẻ clip mình rất ý nghĩa và hay ạ. Dạ, con xin chào cô chú và tất cả mọi người ạ. Hẹn cô chú ở clip sau nha. Xin chào tất cả mọi người.